Rồi, kính thưa quý vị nha, hôm nay mình có chủ đề tại tạm ngưng hổm giờ công chuyện lu bu quá. Hiện tại bây giờ đang ở công ty điện lạnh Châu Phú. Anh em có lãnh về một cái máy làm lạnh nước để mà làm mát cho cái hồ cá đó quý vị. Ở đây là cái bầu lạnh của nó nè. Cái công suất này được một ngựa không anh Nhật? Một ngựa, lóc mà lóc LG. À, thì ở đây cái bầu lạnh, còn ở kia là dàn giải nhiệt. Hiện tại bây giờ anh em đang tiến hành làm cho kịp cái dịp Tết để bàn giao cho nhà hàng anh Nhật. Nhà dân nuôi cá kiển hả? À, nuôi cá kiển hả, chứ phải nuôi nuôi cá xuất khẩu ăn hả? À, nuôi cá kiển. À, nuôi cá kiển. Cá là cá gì ta? Cá ngân long. Long ngân hả? À, đây là cái tông tắc tơ. Cái này nó cũng đơn giản đó quý vị, không gì căng thẳng đâu ha. Vàng nóng. Ủa này nguyên cụm nó có sẵn mình về thay lóc hay là mình lấy anh Nhật? Thay lóc và thay bầu. Thay lóc với lại ca ba thay gì? Thay lóc thay bầu lạnh luôn. À, bầu lạnh mới hả? Lâu ngày nó xì vậy hả? À, rồi. Ở đây là siết lại, dùng con tán 10 để siết lại thôi chứ quý vị. Cần thay bầu thì mình lột hai cái này ra. Ây da, nóng quá. Chưa siết lại hả? Rồi, vàng chảy nhiệt nằm ở đây này, vàng nóng nè quý vị ha. Lóc đẩy lên, đây vàng nóng, đây quạt chảy nhiệt. Đây motor, còn đây vàng lạnh. Cái này nó lạnh âm luôn hay là lạnh làm mát? Dương khoảng bao nhiêu độ? 16 độ. Cái này được làm lạnh dương khoảng 16 độ để làm mát cái nước để cho nuôi cái con cá thôi. Không biết con cá gì, cái gì long long đó. À đây là ở đây có cái pin Excel luôn, điều chỉnh cái nhiệt độ ở đây. Đầu ra đầu vô đây, cái đây cấp nước vô. Ha, vô trong này thì nước sẽ được làm lạnh bởi một cái vàng ở trong này, nó có rất nhiều ống quấn vòng nè. Đó, thì bắt đầu ra là chỗ này. Thì nước ở trong ca hồ cá là nằm đằng kia sẽ có một cái đường ống PVC hả anh Nhật? Đúng rồi, ống PVC này tăng lên, ống tăng là bắt đầu đi vô đây làm lạnh, bắt đầu chở ngược đi ra đây. Đó là cái nguồn nước nó đi. Thì cái hồ cá cũng đơn giản thôi, cái này hồ cá nhỏ mini thôi, chứ đúng ra là hồ cá mà của mấy cái nhà hàng á thì nó bự hơn, nó to hơn, thì anh em làm sẽ lâu hơn và đội ngũ thầy thợ sẽ đông. Đây là anh Nhật này quý vị, hổm giờ ngưng ha, không có làm bởi vì lu bu công việc quá chưa có dịp làm. Mấy hôm nay mới giặt ngon lành chưa ấy? Làm mới giặt ngon lành chưa? Hai ba cái mà đang dọn. Múa ok chưa? Múa cái máy cửa ngang, bữa hổm nghe nói LG nó bị tét cái ron. Rồi thay rồi, giao luôn rồi. Da ngoài thằng Vinh ngoài hả? Không biết ngõ chung lấy đâu á. À, Vinh. Chấm hàng luôn anh Nhật cho nó cứng luôn. Cáp một ngựa. Thì đây là cái máy này, máy cáp một ngựa nè. Cái hồ đó bự với ông Nhật. À, này bưng quyền cụm vậy thôi gì. Nhiệt độ điều chỉnh luôn nha quý vị. Ở đây cái lốc nén lên. Nén lên nó đi vô cái vàng nóng ở chỗ này ha. Thì nơi này á là sẽ trở về bằng cái đi qua đây. Để qua bên em lấy cho bên đó hả? Ủa này anh không xài phiên hả? Đi thông trực tiếp luôn. Thông trực tiếp đây cáp nè. Đây cáp rồi này, cáp là cáp một ngựa đi vô cái bầu. Rồi nó đi vòng vòng ở trong này, sau đó nó trở ra. Và cái đầu này bắt đầu nó hồi về, ga nó sẽ hồi về chỗ này. Đi qua cái bầu cho cái lốc này, bắt đầu về tiếp tục nó nén, ở đây giải nhiệt. Đó, thì cho quý vị coi, cái này cái máy làm mát nước để mà nuôi cá thì cũng không có gì gọi là ghê gớm hay quý vị, đơn giản thế thôi, quan trọng là cái cáp mình cân. Đây hệ thống chiller nè, nó ghi chiller nè. Làm lạnh nước, này làm lạnh nước mini. Đây. Cáp này nó lên được 101 không anh Nhật? Cũng như máy điều hòa mình nữa gì làm mát nữa. À cũng 75 rồi, 75 thôi là ok rồi. Đây khá là vậy, để anh Nhật tiến hành làm tiếp tục, để chút xíu chúng ta sẽ quay lại cái thành quả của nó. Có test luôn không hay là xong rồi đem vô trong đó nạp ra luôn? Test sơ hả? Ủa vì nước mình làm gì mình mua cái bộ giảm mình thử nghiệm luôn. Test sơ để đo trong đó cái nhiệt độ nó giảm xuống nhiêu độ hả? Cái zin của nó có cái bộ cân cáp như này, cáp zin tự động không hay là mình, nó cái zin của nó là cáp cơ luôn? Cáp cơ luôn hả? Đại gia nào chơi này ta? Đại gia nào nuôi cá ngư lông hả? Nhiều đại gia chơi lắm vậy đó hả? Ở đây nó hay một cái là có cái điều chỉnh, ví dụ máy lạnh mình thì điều chỉnh bằng remote, còn ở đây sử dụng một cái gọi là pin Excel điều chỉnh nhiệt độ điện tử, nó nằm trên đây. Vậy hai cái nút lên xuống này nè các bạn, thì đây là chỉnh tăng giảm nhiệt độ, ở đây nút cài đặt là set up nè, đây cài đặt, ở đây có nguồn báo và đây công tắc mở. À,
đây là nước đi vô, nước cấp vô. Rồi sau đây là nước đi ra ngoài. Tàu bỏ tàu đó. Cái đó là không có, nếu không có là chở về dưới. Chứ hết cho mấy cái thùng mấy bao đó chưa? Chứ này kiếm hết chưa? Tao nhớ bữa tao mới thấy trong cái thùng cái bao gì đó. Mình ra ngoài mua có không? Cái này phi mấy? Không có đâu, bầu nó có. Ủa, không có là thua luôn, chạy đi mua. À, thay cái bầu hư của nó đây ha, cái bầu lâu ngày nó xì để gì? Đây nè quý vị, cái bầu xì của nó, ống 27. Nó xấu đổ, đặt cứng ghê vậy. Hai cái lỗi đó vậy thôi, mình chế anh ta anh Nhật. Keo. Đó, đổ keo AB vô đây nè, cứng ngắc luôn nè. Đây độ hư của nó nè, lâu ngày. Ống nó chế bắt đầu là bị mục, biết sử dụng sao mà lâu ngày quá nó mục. Ở đây là cái cách nhiệt. Trời ơi. Có nãy giả đổ keo AB đây nè. Này ống cũ, cái bầu cũ bị hư rồi. Thì cái này chỉ đơn giản là cái ống đồng nó quay vòng trong này nè quý vị. Bắt đầu là nó chạy một đầu đi, một đầu về. Nó để mà nó ra, nó làm qua, nó làm mát nước thì nước đi vô đây. Thì đơn giản đây là cái hệ thống chiller chứ không có gì. Dục tự tán lạng hả? Đây thì hôm nay đang làm cái bầu này, quý cô bác anh chị nào mà có cái nhu cầu mà làm về cái vấn đề mà làm mát cho cái nguồn nước để mà nuôi cá, hoặc là sử dụng cho cái nhà hàng, những quán ăn lớn á, thì bắt đầu là các bạn có thể liên hệ với công ty điện lạnh Châu Phú, và nếu cần mình sẽ ghi để lại số điện thoại của người quản lý nhân sự kể cả kỹ thuật ở trên cái video này, để mà quý cô bác anh chị có thể dễ dàng liên hệ ha. Chén nhỏ gì kìa, nhỏ nó chụp không hết cái miệng đó, chụp ít anh bỏ nó cho nó mới chụp cái nhỏ, mỗi bự xíu nó ok. Bự quá là nó cắn cái răng này. Đây đầu giảm hả? Lấy chè 24 á, quất nghe bon à. Cắt đèn nè anh. Nó giục tán lại bắt nhỏ kiếm. Đang quay nè, sếp nhân sự đây nè, trời ơi, né luôn rồi. Hôm qua vậy bắt con cá nào được, cá nào chưa? Kéo đại về con làm cái lẩu đi chứ. Dạ dịch lắm. Vừa mới chạy tới hâm rồi bẻ kiến xe nhỏ sợ quá chạy về luôn. Mấy ông thần ở dưới sợ mấy ông luôn. Ở dưới Hưng Long á, đậu xe cái nó hâm nó đậu ra đi chút xíu ra ngoài mà mất kiến xe đó. Nhỏ chạy về luôn. Thằng quỷ sớm của anh Phong nè. Ừ, nhỏ sợ quá, thôi về mày ơi, về rồi. Anh mà đâu phải nhà nó đâu, đậu bên vách tường nhà người khác mà cái đường nó cũng thật sự là hơi nhỏ. Đầu bé chiếc xe nhỏ sợ quá, về về về. Còn cái dáng luôn. Cứng chưa kìa, thấy cứng chưa? Cứng rồi. Để nói. Phút trên không nữa này, gam 2 luôn hả? Xài lóc gam 2 hả anh Nhật? Gam 2 luôn, lóc một ngựa, vàng nhỏ nhẹ một ngựa. Thay luôn cái vàng nóng luôn. Trời ơi, cái này thay năm 2020 rồi đó hả? Có lần thay lắp rồi nè, này bên mình luôn á hả? À, vậy là có đội ngũ nào đã từng thay rồi. Thay vào ngày 10 tháng Giêng năm 2020. Mà giờ năm 2021 đúng năm luôn. Cái này nó bán sẵn ở ngoài thị trường luôn. Cái bầu này bán sẵn ngoài thị trường đẹp vậy đó hả? Đúng rồi. Vậy chế chi cho nó cực, trời mấy ông thần kia mới chế đổ keo được cực quá. Nó đâu có rẻ hơn được bao nhiêu đâu, chế cực lắm. Cái ống đi mà không đủ tua hoặc là dư tua là nó khác liền á. Đồ lạnh nó khác với lại lóc liếc rồi, cái đâu có bền đâu. Bán sẵn ngon chết, đưa vô hai cái co quất phạt phạt. Quá trời luôn. Rồi, đại khái đây là chắc sẽ mất rất nhiều thời gian để anh em làm xong cái này sau đó mới nạp ra. Có hút chân không luôn anh Nhật? Hút chân không mới được hả? À, hút chân không rồi nữa. Rồi đại khái mình tạm thời kết thúc cái phần 1 ở đây đi. Chút xíu mà mấy anh em mới làm xong quá chắc giờ là mất mấy tiếng đồng hồ á. Xong mới bắt đầu mới làm cái video để coi cái thành quả anh em làm rồi đi ráp thì nó hơi xa. Cái này ráp ở đâu là anh Nhật? Quận 7 hả, nhà bè à? Không. Đúng rồi, quận 7 nhà bè, ráp trên nhà bè. Dạ. Xa luôn rồi nha. Cho đại gia ráp cho đại gia. Rồi kết thúc video phần 1 ở đây, chút xíu mình sẽ làm cái phần 2 cho quý vị. Đang đấu điện chung chạy đề đây nè. À. Coi cho dễ ha, kích vô cái xíu giọt.